Làm bác sĩ cho nên là không dám vào. Chỗ nó kinh. Rồi, ở đâu? Ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng. Mà. Anh này ở Lâm Đồng. Rồi bây giờ nói lại đi, bệnh gì? Bệnh tai biến này. À, bị tai biến. Hồi tai biến là bao nhiêu năm rồi? Một năm ba tháng à. Một năm ba tháng mà bị bên nào? Bị bên trái. À, bị bên trái. Thì mọi người nhớ cái vụ tai biến này ha. Nếu mà liệt nửa người bên trái ha, thì nó tổn thương mất đầu phải. Phải tổn thương mất đầu phải thì nó không ảnh hưởng cái tiếng nói. Mà nếu có gì nữa là nó lập bập lúc đầu thôi, nhưng mà sau đó là tiếng nói bình thường. Khi mà bị tai biến, thường thì liệt á, nửa người bên trái á, thì nó dễ chữa hơn và nó phục hồi nhanh hơn. Nhưng mà liệt nửa người bên phải á, thì rất là khó, nó chậm hơn và nó làm cho mình có thể dẫn đến tàn phế. Lý do là cái trung tâm ngôn ngữ á, nó điều khiển ở trong cái này, thành ra mình sẽ không nói được. Mà cái chỗ mà tổn thương nhiều bên trái nhiều nhất á, là nguy hiểm nhất. Do vậy á, là khi mà mình thực hiện được cái câu chuyện của cái bên đây á, thì mình sẽ phục hồi tốt. Thì hồi tới giờ, hồi bị tới giờ thì anh đi đứng khó khăn là mấy tháng? Khó khăn rồi mất gần năm á. Gần một năm trời á, bây giờ mới đi được hả? Vẫn đi được nhưng mà nó đi nó cứ lủng lẳng vậy hả? Gần năm rồi. Thì theo tôi á nha, thì bây giờ là tại vì cái bệnh của mình á, thì của anh không phải là gọi là như nãy tôi nói á, cái thời gian phục hồi nó tốt hơn. Thì tôi có cái lời khuyên vậy nè, cái lời khuyên là lời khuyên chân thành. Cái thứ nhất á, là bây giờ là nửa cái tuần sau này nè, là bắt đầu là chiều nay cho tới thứ sáu á, thì cái lớp mà gọi là lớp nâng cao của bên thậm chí lương tâm á, thì cái nâng cao thì nó lại chú ý nhiều về cái vấn đề của những cái di chứng của tai biến. Thành ra là đã lỡ xuống đây rồi thì bây giờ mình cố gắng, cái đó là lời khuyên thôi nha, để sau này tôi nói về để cho những người nào mà đã bị á, thì sau này điều trị ở đây nó cũng vậy á, thì cố gắng á, là mình đi thêm cái bước đường chút xíu nữa. Tất nhiên á, là những cái người mà học á, từ cái thứ chiều thứ tư á, cho tới thứ sáu á, thì không có nhiều người đâu. Thì anh ở đây á, là anh để rồi mấy anh em mà đến phụ á, người ta giúp cho mình được nhiều hơn nữa. Cái đó là cái mà lời khuyên của tôi. Còn nếu anh mà trở nên mạnh dạn hơn, hay là chịu chơi hơn á, thì thứ bảy chủ nhật ở lại luôn. Anh mà thứ bảy chủ nhật này học về cấm xạ, không có dính dáng gì tới, không có dính dáng gì tới cơ xương khớp. Nhưng mà tuần sau nữa thì thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa thì có cái lớp cơ xương khớp, thì anh nhập vô cái lớp cơ xương khớp, học lớp cơ xương khớp để mà cái ngày thứ bảy chủ nhật là nó còn dữ dội hơn nữa. Tức là cái lớp đó nó điều chỉnh nhiều hơn và đưa mình vô cái chữa trị trong vòng 2 ngày liên tục. Rồi tiếp nữa là khi mà thứ bảy chủ nhật tuần nữa mà tới á, thì nếu như mà bây giờ anh mà đi tiếp hai bữa nữa ha, thì anh về nhà về quê, thứ bảy nhật là về quê nghỉ, rồi tuần sau lại lên đây nguyên tuần luôn. Nếu mà nguyên tuần sau là không có trả tiền nha, tại vì mình được cái quyền tuần sau được lên đi làm tiếp. Khi làm tiếp xong chia tay vợ con ở lại thứ bảy nhật chơi tiếp. Thì như vậy á, là mình có một sự quyết tâm lớn như vậy á, thì cái sự phục hồi của mình nó sẽ càng tốt hơn. Rồi cái đó là cái lời khuyên của tôi trong cái vấn đề mà trị liệu của anh. Thì cái đó là cơ hội. Rồi còn thêm một cái là tôi muốn nói, tức là bây giờ là anh có ăn 16-8 chưa? Bữa trước ăn được một tháng rồi, sau đó là uống thuốc tây vào thì lại thấy nó ngọt ngọt bụng, rồi sau em lại không. Bây giờ mình mà. bây giờ cái thuốc tây, bây giờ anh chỉ áp dụng thuốc, anh dùng thuốc tây chỉ cái để huyết áp thôi mà. Chứ còn đừng dùng thuốc gì nữa ngoài cái đó thôi. Chủ yếu là em toàn dùng thực phẩm chức năng. Không thực phẩm chức năng luôn, thực phẩm chức năng đừng thèm nữa. Bây giờ mình chơi, bây giờ mình tập trung cái phương pháp thập chỉ liên tâm đi. Bởi vì thực ra hồi xưa cái năm mà tôi đi sang Pháp học á, tôi học về thực phẩm chức năng nè, nó là Nutrimont. Thế mà tôi học một năm trời ở Công quốc Monaco á, tôi biết nó là gì rồi. Thành ra đừng thèm. Tôi nói thiệt, bây giờ mình điều trị, mình áp dụng cái này cho nó thật cực lực để cho mình khỏi bệnh. Thầy nói là hiểu rồi. Đó, rồi, bây giờ là kích trở lại ăn 16-8. Đại dược 16-8 nó mới phục hồi tế bào của mình bị tổn thương. Rồi tiếp nữa là bây giờ là mấy ngày nay anh uống rượu ớt với rượu gì rồi? Mỗi rượu ớt thôi. Mỗi rượu ớt thôi gì hả?
mang theo mỗi bữa sang ngày hai lần lại cái là pha nước lọc uống. Nhưng mà cái hôm tôi có kêu anh này uống thêm cái rượu giao cho nhau, nhưng em chưa chưa lấy em chưa mua, bỏ lúc nào về mới mua. Thôi đó tùy, cái đó tùy em, cái đó là tôi thì tôi thường thường tôi cho ba thứ luôn, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp. Thì khi mà điều trị mình cần lực, tại vì cái phần mà rượu nhào á chứ cái rượu ớt nó đã làm điều chỉnh cái hệ thống thần kinh mình rồi, nó làm cho máu huyết lưu thông. Còn cái rượu khớp á là nó hỗ trợ tim, nó phá những cái gì mà sơ vữa trong cái cơ thể mình á. Tại vì á cái quan trọng của một cái điều trị mà di chứng sau tai biến mạch máu não á là quan trọng là gì, là đừng cho nó bị tái trở lại. Tại vì cái chu kỳ của nó cứ 3 năm nó bị lần lần, mà nếu mà mình giải quyết được cái phần sơ vữa của nó, mình giải quyết tốt cái đó rồi mình kết hợp 16-8 thì cái vấn đề tái phát trở lại nó không có. Thấy không? Thì thôi tôi nói vậy cho hết lời, mà mục đích hôm nay tôi nói cho ông này nghe để cho những người bị di chứng tai biến mạch máu não hiểu cái cách điều trị của đây, để mà từ đó là người ta ứng dụng sau cái vấn đề trị liệu. Rồi bây giờ một cái cuối cùng là hai ngày tập luyện ở đây là anh thấy sao rồi? Nói chung hai ngày tập luyện ở đây thì em thấy chất lượng hơn từ tất cả những cái lần trước, là đi các nơi kể cả bên y học cổ truyền với lại đi tư nhân ở thấy bấm đến đâu xong cái nó âm ỉ xong cái là thấy người nó khỏe. Rồi được rồi ha. Vì bây giờ tôi sẽ giải quyết cho anh cái rồi cho ngon lành nha. Rồi nằm xuống đi. Đưa thầy căn. Rồi. Đã lỏng người ra, gồng cứng lắm, dạ, mềm nữa, mềm, rồi 3/1, nằm xuống, nghiêng người qua nửa người qua đây, nghiêng nửa người qua trên. Sở dĩ mình để cho mà để cho nó già rộng qua kia để cho cái lưng nó cong dễ bẻ đó. Đó, nay dối hả? Nay làm dối. Nhưng mà nó bây giờ xào quá xào lại chừng nào ông nát xương thôi. Rồi, ông thì móc cái vô. Ông móc vô cái bụng ông đó đó, móc quắp vô. Thấy không? Đẩy giờ là biết cái lưng ông này cứng lắm. Rồi, quay qua. Nhưng ngày xưa chuyên khay còn điện. Rồi. Rồi, nằm đầu quay đầu qua kia. Cái nữa quên, thiếu ba cái là rồi, tiếp nữa. Động đậy được chứ. Xong chưa? Phải làm sao cho chân thẳng ra, đó vậy mới được. Nó móc giờ đó rồi ngã người ra. Đó.
Rồi cái hướng quay qua đây nè, cái góc quanh, cái góc để cho ăn lời 5 ăn lời 1, nó mà ăn lời 5 x 1 mở đây đó. Đó rồi, cho ông quay đầu quay đi thì cho cái ngũ bội tâm tư. Rồi, xin vô đó được rồi. Ôi rồi ôi, đã quá, ôi rồi ôi, rồi ôi đã quá, chi chi chi, thấy không? Mọi người thấy nó cái khi mà cái bên liệt á, nó giật vậy nè, nè thấy chưa? Thấy không? Nó giật về để nó phục hồi, tại vì sau khi nó giật này xong, ông này ông đi ngon lành lắm, tại vì mình nhìn thì coi nè, thấy không? Kêu chân bên đây đâu vậy? Này nó giật nè, thấy chưa? Thấy không? Đã chưa? Ờ, nó mới phục hồi được. Thì cái trong cái mà vừa rồi mình học á, cái quan trọng nhất là những lời ngũ bội tâm tinh. Tại ngũ bội tinh nó giải quyết được hết, thấy không? Làm phép luôn. Rồi bây giờ vậy em đánh cái chân đều lại, đánh cái đều. Đá chưa, ngồi xích quay kìa. Đó, đá nhẹ nhàng, thấy chưa? Cái bây giờ khi mà làm cái này á, thì rất là dễ chịu. Bấm đầu rồi xong rồi. Xếp ghế vô ngồi trong giùm đi, đừng ngồi giữa đường. Rồi xếp vô trong. Rồi, đó, bây giờ là anh đi qua bên kia, à, rồi đi lại đây, rồi anh coi cảm giác làm sao. Đấy. Đi mạnh dạn lên. Cái chân này đi nó vẫn giật nó mắc. Ừ. Cho nên nó là ông này là phải tích cực, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp, ba thứ nhồi vô. Thấy không? Vài bữa là ngon lành. Mày chạy bộ. Là không ai biết luôn. Rồi ok. Không bây giờ phải đi mà cứ bước chậm lững thững bước một chẳng không ai biết. Thì bản thân thì đi được rồi. Là bây giờ thưa thầy Châu, bây giờ còn mỗi một cái phần ngực này thì bây giờ nó có phải bị tim không, nhưng mà nó ngập nó đầy ra đến nách này. Cái vấn đề đó để nói cho mọi người nghe, cái đó là cái triệu chứng vậy thôi. Nhưng mà nó có bị như vậy là bị khó chịu vậy là nó bị trong vòng mấy chục phút hay là nó bị hoài? Nó bị thường xuyên. À, bị thường xuyên là bao nhiêu? Từ cái thời gian mà bắt đầu sau cái bị đột quỵ ấy, thì người ta đi siêu âm, người ta bảo là có cái hiện tượng là hở tim hai lá. À. Sau đó thì nó ổn định đi lại được, thì về nhà cái tối đến nằm ngủ thì nằm ngửa lên thì bắt đầu là nó cái kiểu như cái kiểu nó căng, nó đầy hết. À, rồi không quá phải căng đầy nhưng mà nó kéo dài bao nhiêu lâu? Nó kéo dài suốt còn phải mấy tháng nay rồi. Rồi thì mọi người sẽ thấy cái vấn đề để mình loại trừ cái tim ra. À, bị cái tim á, khi mà nó có cái dấu hiệu mà của một cái cơn đau thắt ngực á, là nó kéo dài không quá 30 phút hết rồi là nó dừng lại liền. Còn mà nó bị kéo dài vậy á, thì cái đó là cái di chứng của liệt do tai biến mạch máu não. Thành ra hai cái phân biệt là liền, thấy chưa? Thành ra không lo vấn đề tim, thành ra bị ông này ông bị liệt là do bị ảnh hưởng cái đó thôi. Thì sau này ông hồi phục lại đó tự nhiên hết. Ok rồi, xong rồi. Rồi tiếp.